đúng rồi. Ờ, đuổi là cái chỗ gì đấy. Thông tin công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam bắt được phạm nhân giết người vượt ngục Triệu Quân Sự vào tối 18 tháng 6 năm 2020 đã khiến dư luận xôn xao. Sau 15 ngày trốn chạy, cuối cùng thì phạm nhân Triệu Quân Sự, kẻ giết người vượt ngục đã bị bắt khi đang chơi game tại quán Internet trên đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Theo Thượng tá Huỳnh Tấn Mười, Phó trưởng Công an thành phố Tam Kỳ, vào khoảng 20 giờ tối 18 tháng 6, nhận được tin báo của trinh sát về việc Triệu Quân Sự đang ngồi chơi game tại một quán Internet trên đường Hùng Vương thuộc phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, nên công an đã ập vào bắt giữ. Thượng tá Mười nhận định, sau khi trốn chạy ở Quảng Ngãi, thì nghi phạm ra Quảng Nam và cướp một xe máy rồi di chuyển ra đèo Hải Vân. Sau khi bị lực lượng chức năng truy đuổi rồi trốn trên đèo Hải Vân, thì nghi phạm đã đi bộ dọc đường biển rồi trốn lại vào thành phố Tam Kỳ và khi đang ngồi chơi game thì bị bắt giữ. Như truyền hình Báo Thanh Niên đã đưa tin liên tục trong những ngày qua, vào khoảng 15 giờ chiều 3 tháng 6 năm 2020, Triệu Quân Sự khi mang án tù chung thân đã vượt ngục trại giam T10, trại giam quân sự khu vực miền Trung quân khu 5 thuộc xã Bình Sơn, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Trên đường trốn chạy, phạm nhân này nghi trộm một điện thoại và xe máy của người dân rồi tẩu thoát ra hướng thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Đến chiều ngày 4 tháng 6, Sự điều khiển xe máy lên đèo Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng thì bị cảnh sát giao thông trạm cửa ô Hòa Hiệp, công an Đà Nẵng truy đuổi. Sự đã vứt xe tại chân đèo Hải Vân và tẩu thoát vào rừng. Liên tục những ngày qua, hàng trăm chiến sĩ quân khu 5, công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp truy tìm Triệu Quân Sự giao giết. Trước khi bị bắt giam và thụ án chung thân tại trại giam T10, phạm nhân Triệu Quân Sự là bộ đội cấp bậc binh nhì thuộc đại đội 1, tiểu đoàn 18, sư đoàn 3, quân khu 1. Phạm nhân Sự là người rất mê chơi điện tử và đã từng trốn chạy một lần vào năm 2015 và cũng bị bắt tại một quán game tại Hà Nội.